Chào các bạn, em đến từ shop đồ Đồng Thời Sơn ạ. Giới thiệu các bạn, đây là sản phẩm đồ chơi nến của chúng em ạ. Đây ạ, được mạ vàng nha các bác. Các bác thấy không ạ? Đồ chơi nến này là được mạ vàng nha các bác. Các đường vân chi tiết đều rất là sắc nét ạ. Đây ạ, bác coi ạ. Em sẽ mang ra sáng. Đây, em mang ra sáng cho các bác coi nhé. Coi về sản phẩm bên em phía dưới ạ, đây là sáng nét ạ. Đây là bông hoa sen nha các bác. Cái này là bông hoa sen rời, các bác mua chân nến này thôi ạ. Còn nếu bác thêm thích cái bông hoa sen này thì em sẽ tặng cho các bác. Đây, em để lên đây ạ, rất là đẹp ạ. Và mình có thể bỏ cái nến vô đây, mình nến vào đây mình ấy cũng được, tại đây cũng là cái mặt phẳng nha các bác. Đây ạ, đôi ạ, được mạ vàng ạ. Đây là biểu tượng rồng nha các bác, rồng với phượng ạ. Đây ạ, rồng với phượng nha các bác, rất là đẹp các bác. Thì các bác nào muốn mua về cái sản phẩm này bên em thì hãy liên hệ qua cho em nhé. Đây, các bác coi qua về sản phẩm bên em ạ. Đây, em sẽ đo cho các bác xem nhé. Về chiều dài, đây em có tay đây, em cũng hơi khó. Đây, chiều dài là em bỏ xem bông hoa sen này cho dễ đấy. Chiều dài là 46 cm ạ. Ở đây em ạ, tầm 46 cm, 45 46. Về chiều rộng, đây chiều rộng, chiều rộng là 23 25 nha các bác. Chiều rộng là 25. Đấy, 25 nha bác. Nó có tay cũng hơi khó các bác nha. Thì bác nào muốn mua sản phẩm này bên em thì liên hệ qua cho em. Qua số điện thoại là 0963 378 563. Em cảm ơn các bác nhé.